Thưa quý vị, hiện nay, bất động sản đang là kênh đầu tư được rất nhiều người lựa chọn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt dịch thứ tư. Nhiều nhà đầu tư đang rút lượng lớn tiền từ các lĩnh vực khác như là chứng khoán, ngoại hối, vàng và đầu tư mạnh vào thị trường bất động sản để găm giữ tài sản. Theo phân tích của một số nhà đầu tư, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh khiến cho doanh nghiệp khó khăn thua lỗ. Sau đó, việc đầu tư chứng khoán dự báo sẽ khó có cửa sáng trong thời gian ngắn nhiều nhà đầu tư đã quyết định dành lại một phần và những cổ phiếu ở vùng an toàn, còn lại rút ra, bỏ vào bất động sản. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư kênh ngoại hối vàng và kinh doanh cũng nhanh chân nhảy qua bất động sản để đầu tư vì họ cho rằng đây là nơi trú ẩn an toàn. Xuất phát từ đó, Hội Môi giới Bất Động Sản cho rằng thị trường bất động sản đang có hiện tượng bị đẩy giá. Lẽ ra khi nhu cầu sử dụng sản phẩm giảm đi, giá bán cũng bị áp lực giảm. Thế nhưng thực tế thị trường bất động sản lại đi ngược lại khi dòng tiền đầu tư bất động sản lại mạnh lên. Nguồn tiền thực tế và thị trường lớn cùng nguồn hàng khan hiếm là nguyên nhân chính đẩy giá bất động sản tăng mạnh.